Một người cảnh báo sớm về COVID-19 từ một phòng thí nghiệm của WHO tại Hồng Kông đã tiết lộ việc giấu dịch của Bắc Kinh trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với đài Fox News của Mỹ. Tôi là tiến sĩ Diêm Lệ Mộng, mọi người có thể gọi tôi là Scarlett. Tôi đến từ Hồng Kông và tôi làm việc tại Học viện Y tế Công cộng thuộc Đại học Hồng Kông. Phòng thí nghiệm của chúng tôi là phòng thí nghiệm nghiên cứu virus corona hàng đầu thế giới. Lý do tôi đến Hoa Kỳ là để vạch trần sự thật về đại dịch COVID-19. Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng cho biết, cô ra nước ngoài để nói lên sự thật. Cô đã bị buộc phải bỏ lại gia đình và bạn bè đằng sau. Nếu tôi nói ra điều này ở Hồng Kông, chính ngay lúc mở miệng, tôi sẽ bị biến mất hoặc bị giết. Không ai có thể hay biết gì về tôi nữa. Vì lý do đó, tôi đã lựa chọn đến Mỹ để nói với thế giới về nguồn gốc của nCoV và cho mọi người biết nó đáng sợ và nguy hiểm đến mức độ nào. Đây không phải là vấn đề chính trị, mà nó liên quan đến sự tồn vong của toàn nhân loại. Nghiên cứu ban đầu của cô về COVID-19 đã bị bưng bít, vốn có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tôi là một trong những nhà khoa học đầu tiên trên thế giới tham gia nghiên cứu COVID-19 kể từ cuối tháng 12 năm 2019. Ngày 31 tháng 12, chúng tôi được biết một loại virus corona chủng mới tương tự SARS đã xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ngay lập tức, tiến sĩ Phan Liệt Văn, trưởng phòng thí nghiệm, cố vấn Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đã yêu cầu tôi tiến hành một cuộc điều tra bí mật về sự tình đang diễn ra ở Trung Quốc đại lục. Chính phủ Trung Quốc từ chối cấp phép cho các chuyên gia nước ngoài, thậm chí cả các chuyên gia Hồng Kông đến Trung Quốc để điều tra sự thật. Vì vậy, tôi đã liên hệ với một vài người bạn để có thêm thông tin. Đây là cuộc trò chuyện ngày 31 tháng 12. Tôi đã liên hệ với một người bạn làm việc tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc CDC. Người bạn này có thông tin trực tiếp về các ca bệnh. Người bạn này nói rằng đã xuất hiện các ổ dịch gia đình, nên có lẽ virus này có thể lây từ người sang người. Tuy nhiên, WHO không xác nhận virus có thể lây từ người sang người trong nhiều tuần. Theo giới chức Trung Quốc, loại virus nghi vấn này có thể gây bệnh nặng ở một số bệnh nhân và không lây từ người sang người. Các nghiên cứu ban đầu của giới chức Trung Quốc không phát hiện thấy bằng chứng rõ rệt của việc lây nhiễm từ người sang người của virus corona chủng mới ở Vũ Hán, Trung Quốc. Các bác sĩ chia sẻ thông tin với tiến sĩ Diêm chắc chắn đã rất sợ hãi. Đây là một nhóm chat của các bác sĩ lâm sàng ở các bệnh viện khác nhau trên khắp Trung Quốc. Đây là các tin nhắn vào buổi sáng sớm ngày 31 tháng 12 ở Trung Quốc. Một trong các bác sĩ đã hỏi liệu có bác sĩ nào ở Vũ Hán có thể chia sẻ thông tin về loại virus giống SARS này không? Nhưng có người ngay lập tức cảnh báo vị bác sĩ này rằng đừng hỏi, chủ đề này quá nhạy cảm. Chúng ta không thể nói về nó, nhưng chúng ta cần phải đeo khẩu trang. Ngày 16 tháng 1, cô được yêu cầu liên lạc lại với các đồng mối ở Trung Quốc bởi chính quyền cung cấp rất ít thông tin. Điều cô khám phá được khiến cô rất lo lắng. Thứ nhất, tình trạng lây nhiễm từ người sang người trở nên rất tồi tệ ở Vũ Hán. Có rất nhiều bệnh nhân không được điều trị và chẩn đoán kịp thời. Không có sự bảo vệ nào cho các bác sĩ và bệnh nhân và cho cả người dân thường. Và chính phủ không cho phép người dân công bố những thông tin như vậy. Các bác sĩ bệnh viện rất sợ hãi, nhưng họ không được phép nói về nó. Các nhân viên CDC rất sợ hãi. Đây là thời điểm việc bưng bít nghiên cứu của cô bắt đầu, cô cho hay. Vì vậy, tôi đã báo cáo những điều này cho tiến sĩ Phan Liệt Văn một khi tôi có kết quả. Nhưng anh ấy bảo tôi phải giữ im lặng và cẩn thận. Như trước đây anh ấy từng bảo tôi, đừng chạm vào làn danh đỏ. Có nghĩa là đừng vượt quá khuôn khổ quy định của chính phủ. Nếu không, chúng ta sẽ gặp rắc rối và chúng ta sẽ bị biến mất. Tôi nghĩ thông tin này nên được công bố cho công chúng. Và nó là thông tin vô cùng cấp thiết. Nó nên được công bố cho công chúng sớm nhất có thể. Nhưng anh ta không làm gì cả. Tôi đợi, nhưng tôi không thấy bất kỳ phản ứng nào, thậm chí sau nhiều ngày. Không chỉ vậy, giám đốc một phòng thí nghiệm có liên kết với WHO, giáo sư Malik Peris, ông ấy biết điều này nhưng không làm gì cả.
Là một nhà virus học, một trong số họ là bác sĩ, đáng nhẽ họ phải biết được điều này tệ đến đâu. Đây là một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng và họ nên có một phản ứng kịp thời đối với nó. Họ đáng lẽ phải làm rất nhiều việc. Họ có rất nhiều lựa chọn có thể làm để kiểm soát dịch bệnh, chứ không phải để nó lây lan như dịch bệnh lớn nhất trong lịch sử nhân loại như hiện nay. Khi cô nhận thấy sếp của cô, tiến sĩ Phan và giám đốc phòng thí nghiệm WHO, tiến sĩ Paris, không công bố phát hiện của cô, tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi biết điều này sẽ xảy ra, bởi vì tôi hiểu được sự mục dũa của những tổ chức quốc tế như WHO, cho đến chính phủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về cơ bản, tôi chấp nhận điều đó, nhưng tôi không muốn thông tin sai lệch này lan ra thế giới. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra với tôi. Tôi biết họ đối xử với những người cảnh báo sớm về dịch bệnh như thế nào. Tôi đã nhìn thấy chính phủ đàn áp những người biểu tình trẻ tuổi vô tội này tồi tệ như thế nào. WHO phủ nhận các cáo buộc của cô Diêm, nói với Fox News rằng rất nhiều người từng làm cố vấn cho chúng tôi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ, tiến sĩ Diêm, tiến sĩ Paris và tiến sĩ Phan là nhân viên của WHO. Fox News không thể liên hệ được với các bác sĩ phỏng vấn. Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc bảo Fox News rằng họ chưa từng nghe đến cô Diêm và rằng chính phủ Trung Quốc đã phản ứng nhanh chóng và hiệu quả với COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Bất chấp rủi ro, cô bắt đầu tiết lộ thông tin này cho một blogger ở Mỹ. Anh này đã đăng phát hiện của cô vào ngày 19 tháng 1, nhưng chỉ bằng tiếng Trung. Đáng tiếc là cộng đồng nói tiếng Anh và tiếng Trung là hoàn toàn tách biệt. Nhưng Bắc Kinh đã phản ứng chỉ 4 giờ sau khi thông tin này được đăng tải. Chính phủ đã thay đổi số ca lây nhiễm từ 62 đến 198, gấp 3 lần. Họ đã thừa nhận loại bệnh này có thể lây lan từ người sang người. Đồng thời, Chủ tịch Tập đã có tuyên bố đầu tiên vào năm 2020 rằng chủng virus corona mới này trên thực tế là một loại bệnh truyền nhiễm, tức là có mức độ nguy hiểm ngang bằng SARS vào thời điểm đó. Và sau đó, chỉ trong vòng 3 ngày, ngày 23 tháng 1, họ đã phong tỏa Vũ Hán. Vài tuần sau, cô nhận được một cảnh báo khẩn cấp từ người blogger. Anh ấy cho biết tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi phải rời đi sớm nhất có thể. Anh hỏi liệu tôi có muốn đến Mỹ để kể sự thật cho thế giới biết hay không. Tôi nói tôi sẵn sàng làm vậy và chúng tôi đã phát hiện ra cuộc gọi đó. Chồng cô làm cùng phòng thí nghiệm. Cô nói rằng anh biết về nghiên cứu của cô, khá thân với tiến sĩ Paris và âm thầm ủng hộ nghiên cứu của cô. Nhưng khi cô bảo anh đi cùng cô và giải thích điều gì đã xảy ra, anh đã nổi cơn thịnh nộ. Anh oán trách tôi, cố gắng làm tôi mất niềm tin. Anh tỏ ra sợ hãi trước chính phủ Trung Quốc. Anh nói họ sẽ giết chết cả hai chúng tôi. Tôi đã cố gắng thuyết phục anh cùng tôi đến Mỹ, nhưng tôi không thể. Do đó, ngày thứ hai, 27 tháng 4, tôi nhận tấm vé đi Mỹ. Và ngày hôm sau, tôi lên chuyến bay xuất ngoại. And then 28 April, I took the flight to go to US. Với sự trợ giúp của một tổ chức chính trị lưu vong, tôi đã rời Hồng Kông mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Ngày hôm đó, tôi đã rất sợ hãi. Chỉ cần chưa đặt chân lên máy bay, tôi biết mọi thời khắc tôi đều có thể bị chặn lại. Khi tôi đến sân bay Los Angeles, lúc đầu mọi việc rất ổn. Tôi qua cửa hải quan rồi lấy hành lý. Khi tôi đến lối ra, có hai sĩ quan đến chặn tôi lại. Tôi linh cảm thấy dường như họ đang chờ tôi, nhưng tôi không biết tại sao. Họ chặn tôi lại rồi đưa tôi đến văn phòng. Và sau đó hỏi tôi đến từ đâu, công việc của tôi là gì. Tôi đã rất sợ hãi. Tôi thầm nhủ tôi phải kể cho họ sự thật, vì rốt cuộc tôi không đến đây để làm điều gì sai trái. Tôi đang làm điều đúng đắn, nên tôi đã bảo họ rằng đừng bắt tôi về Trung Quốc. Tôi đến đây để nói lên sự thật về COVID-19. Xin hãy bảo vệ tôi, nếu không chính phủ Trung Quốc sẽ giết tôi. Và những sĩ quan đó đã rất sốc. Cô cho biết FBI đã đến và phỏng vấn cô trong nhiều giờ, lấy điện thoại của cô làm bằng chứng và cho phép cô tiếp tục hành trình.
Nhưng một sự kiện rất khác đang xảy ra ở Hồng Kông. Kể từ khi tôi rời Hồng Kông, chỉ vài giờ sau đó, khi tôi vẫn đang còn trên chuyến bay, lực lượng chính quyền đã được huy động. Cảnh sát đã kéo đến quê tôi ở Thanh Đảo để sách nhiễu gia đình tôi. Đột nhiên, cô mất quyền truy cập tài khoản và email làm việc của mình, dù trước đó đã xin nghỉ phép và được chấp thuận. Sau đó, các cuộc tấn công mạng bắt đầu. Từ giữa tháng 5, chính phủ đã triển khai các chiến dịch tấn công tôi trên mạng. Ví như cuộc tấn công mạng của quân đội nhằm vào tôi trên Twitter. Thời điểm đó, tôi chưa công khai danh tính, tôi chưa xuất hiện trước công chúng, nên chỉ có họ biết tôi là ai. Họ đã cố gắng lan truyền rất nhiều tin đồn, bôi nhọ thanh danh của tôi và cáo buộc tôi nói dối. Họ đã tạo một tài khoản Facebook giả dưới cái tên tiếng Trung của tôi, sử dụng thông tin cá nhân của tôi và kể cho mọi người rằng tôi bị bắt cóc ở Mỹ. Tôi cố gắng lừa dối mọi người và thậm chí tôi bị rối loạn tâm thần. Bên cạnh đó, Đại học Hồng Kông cũng khóa tài khoản công việc và xóa trang thông tin cá nhân của tôi trên website của trường. Tôi biết rằng, một khi điều này trở nên công khai, sẽ có những điều tồi tệ hơn xảy đến với tôi, toàn những lời dối trá. Trao đổi với Fox News, Đại học Hồng Kông cho biết tiến sĩ Diêm không còn là một nhân viên của trường, nhưng không cung cấp thời điểm cũng như lý do sa thải cô Diêm. Giờ cô tin rằng tất cả mọi người cô biết đều đang gặp nguy hiểm. Tất nhiên, tôi lo ngại về vấn đề an toàn. Tôi lo lắng cho sự an nguy của gia đình và bạn bè tôi và tất cả những ai từng chia sẻ với tôi về thông tin COVID-19. Bất kể đó là bác sĩ, nhân viên hay người ở phòng thí nghiệm, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, họ đều biết vấn đề này rất rõ ràng. Chính vì họ tin cậy tôi nên mới làm vậy. Họ chắc chắn đều bị chính quyền giám sát, sách nhiễu. Gia đình tôi thì đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng hàng ngày. Cô tin rằng tính mạng cô cũng đang gặp nguy hiểm, nhưng cô nói rằng không còn nhiều thời gian để thế giới làm điều đúng đắn. Cần giãn cách xã hội, 2 mét thì tốt hơn. Rửa tay bằng cồn 70 độ là rất hữu ích. Ngoài ra, hãy đeo khẩu trang khi tụ tập đông người hay đến gần người khác. Phải là loại khẩu trang y tế. Đây là vấn đề sức khỏe an toàn, không phải vấn đề chính trị. Ý tôi là, tất cả chúng ta đều liên quan đến việc này, bất kể đảng này hay đảng kia, nước này hay nước kia. Điều duy nhất là, khi mọi người hiểu ra sự thật, họ sẽ biết cách bảo vệ bản thân. Bạn không biết được có bao nhiêu trường hợp bị giấu không báo cáo ở Trung Quốc. Trong số 6 tỷ người trên thế giới, hiện đã có 1 trên 600 người mắc bệnh. Nhưng tỷ lệ này sẽ gia tăng theo một tốc độ rất nhanh. Hãy tưởng tượng một ngày, bạn nhìn thấy cứ 100 người thì có một người mắc. Rồi sau đó 1 trên 50, 1 trên 10, có nghĩa là không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi điều này. Đừng kỳ vọng vào khả năng miễn dịch cộng đồng lần này, vì bạn không hiểu được bản chất của con virus này đâu. Bạn không thể đánh giá được tính chất của con virus này dựa vào các kinh nghiệm trước đây. Và cũng đừng kỳ vọng một loại vaccine hay giải pháp thần kỳ nào đó có thể cứu cánh vào thời điểm hiện tại. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tìm hiểu nguồn gốc của nó. Hãy tìm hiểu để bảo vệ chúng ta, bảo vệ gia đình, bạn bè hay bất kỳ ai xung quanh chúng ta đúng cách. Đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ. Đó là lý do vì sao tôi cần kể điều này ra cho thế giới. Tôi cần cho mọi người hiểu rằng đây là điều rất quan trọng đối với mỗi từng người trong chúng ta.